Nếu bạn hỏi người chơi các tựa game nổi tiếng hiện nay rằng sự kiện nào là sự kiện được mong chờ nhất hàng năm, chắc chắn bạn sẽ nhận về vô số câu trả lời giống nhau như tất nhiên là sự kiện là tranh cúp thế giới diễn ra thường niên rồi, hay là sự kiện giới thiệu những bản cập nhật lớn được các nhà phát hành game tung ra vào một khoảng thời gian nhất định nào đó. Còn nếu bạn hỏi người chơi Dota điều tương tự, câu trả lời chắc chắn đó sẽ là khi nào Nigma vô... Ê, nhầm kịch bản rồi em ơi. Đồ, nhanh em ơi. Đây rồi. Thì câu trả lời các bạn nhận được chắc chắn sẽ là sự kiện ra mắt Dota Battle Pass, hay còn được dân tình ở Việt Nam gọi là sách giáo khoa mới, có giá trị lên tới tiền triệu hàng năm. Vậy, làm thế nào mà cái sự kiện này được đón nhận nồng nhiệt từ độ tuổi học sinh xin tiền ba mẹ mua sách giáo khoa đến các ông bố bỉm sữa của làng Dota ưa chuộng đến nỗi moi móc tim gan lẫn quỹ đen giấu vợ hàng tháng để cống nộp tới thánh Gaben hàng năm như vậy? Hãy cùng GC Channel đi tìm hiểu nhanh về sự kiện mất thận này nhé. Hãy cùng chúng mình tua ngược lại dòng thời gian một chút, trở về những năm khi mà một key mở hòm của Dota bằng 3 item rare, hoàn thành game event rơi ngay cái Arcana 35 đô ngọt nước vào đầu, hay khi bạn theo dõi các trận đấu chuyên nghiệp trong game client của Dota và được tặng đồ dựa trên những thành tích mà pro player đang thể hiện trực tiếp trên game đấu, hoặc sự kiện ấp trứng để cho ra các rival với hình dáng và hiệu ứng hoàn chỉnh nhất. Nói chung là thời kỳ đầu hoàng kim của Dota đó. Để chuẩn bị cho The International 2013, Valve đã đưa ra một event nhỏ cùng với cái tên The Compendium, được định hình như một quyển sách giáo khoa mà bạn có thể tương tác được trên từng trang giấy. Để sở hữu được cuốn sách trên, các game thủ Dota chỉ cần nạp vào cho mình 2,5 đô, tương đương với một tô phở ở ngoài chợ lúc bấy giờ mà thôi. Đi kèm với sở hữu cho mình chiếc sách giáo khoa rẻ bèo là một chú courier mang tên Smeevil đáng yêu mà bạn có thể nâng cấp tùy vào số lượng nhiệm vụ bạn hoàn thành mà game đề ra. Đồng thời là những trang giấy tương tác được, cộng với tracking giải thưởng cùng cột mốc để thúc đẩy bạn chống mù chữ cho các thần dân của mình bởi vào. Các phần thưởng bao gồm hòm Immortal, Ton, HUD của game và XP Booster. Những phần thưởng này sẽ được phát ngay khi mà cột mốc được cán qua bởi những pha hiến máu lành mạnh của cộng đồng Dota thế giới nói chung và cộng đồng nước Nam nói riêng. Vậy thì hồi đó trong sách có gì đặc biệt ngoài những thứ đã được kể trên nữa không? Câu trả lời là có, tuy nhiên không có gì nhiều. Ngoài hiển thị các trang bảng đấu cũng như Fantasy Team Building của Valve nhằm cho player có thể phỏng đoán các đội tuyển vô địch hay là đội tuyển thi đấu tốt nhất trong giải đấu, cùng với bình chọn các chiến binh cho giải đấu All-Star, với cuốn sách giáo khoa đầu tay của mình, tuy còn rất nhiều sai sót cũng như nhiều thứ bỏ ngỏ như một trang giấy trắng tinh như thế này, Valve vẫn thành công trong việc giới thiệu cuốn sách Compendium này tới các con chiên của mình, khi đã thu về tổng giá trị lên tới 2.874.380 đô la. Và chúng ta đều biết cái kết của mùa TI năm đó nó diễn ra như thế nào rồi ha. Dựa vào thành công trong việc xuất bản sách giáo khoa để xóa nạn mù chữ cho dân Dota đợt 1, Valve được quyết định tiếp tục đưa ra chiếc sách giáo khoa tiếp theo của TI 2014. Và khác với lần xuất bản đầu tiên, phiên bản lần này đã có cải thiện hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm của mình. Cải thiện ở đây có thể nói đến như là thêm cột mốc thưởng dễ thở và ăn tiền hơn đến từ cụ béo Gaben. Và đây cũng là lần đầu tiên ngài giới thiệu đến người chơi Compendium Points, một hình thức pay to up level sách giáo khoa mà người chơi không cần phải cày cuốc gì cả. Chỉ cần đưa tiền, mọi sự lười biếng của bạn sẽ được cho phép. Một pha không làm nhưng mà vẫn có ăn, ăn ngập mồm luôn. Còn về cột mốc giải thưởng, giòn là giòn hết cả nước chấm, nhức hết cái nách khi mà các phần thưởng này đã có phần cải thiện rõ rệt. Với hòm Immortal Strongbox, với sức chứa đựng toàn những món hàng khan hiếm, hiệu ứng thời tiết như là tuyết rơi ngập mồm, mưa rơi đầm ấm, Selemene giáng chân, cùng hai con gà biết bay với khả năng nâng cấp khi lên thứ hạng nhất định và vô số thứ khác trong sách giáo khoa lần này. Ngoài những sự thay đổi trên, sách giáo khoa của năm ấy còn giới thiệu đến người chơi hiệu ứng dành riêng cho những người mua sách như là Tele, Blink, Hồi Máu, Đa Gông, chia theo các level nhất định. Chính nhờ các yếu tố trên, có thể nói đó là một mùa sách giáo khoa bùng lổ đầu tiên khi dễ dàng vượt tràn cả cột mốc 6M được định sẵn của nó, đem về tận 10 triệu đô la cho tổng giải thưởng, khiến Valve không kịp trở tay, ngay lập tức thắt thêm những cột mốc mới như bị deadline dí. Trong đó có cột mốc đáng chú ý nhất, đó chính là cột mốc làm lại tướng với Felix Void là người chiến thắng. Từ đó, đã bắt đầu những tháng ngày mà người chơi Dota sẽ luôn cố gắng đánh bật tổng giải thưởng của mỗi kỳ TI về. Mọi thứ tuyệt vời là thế,
Còn kỳ chung kết TI năm đó thì hơi 3 chấm. Nói chung là Dota tàu ngày xưa không hề được như những năm này đâu anh em ạ. Đã thế lại còn hai team tàu đấu với nhau nữa. Tuy vậy, Gaben vẫn nhận thấy tiềm năng quá lớn của sách giáo khoa. Vào cũng cho phép cộng đồng ra mắt thể loại crowdfunding cho hệ thống giải thưởng của riêng mình dưới dạng thu vé digital. Các giải đấu như Dota Cinema XMG Captain Draft 2.0, Asus ROG Dream League Season 1, SLTV Star Series Season 10, The Summit 2, ESL One Frankfurt 2014 đều được Vào chấp nhận lúc đó để cho ra những phần thưởng và cột mốc dành riêng cho người mua loạt vé này. Kỷ nguyên sách giáo khoa năm đấy đã hoành tá tràng rồi. Thế rồi năm 2015 đến, đùng một cái, một kỷ nguyên đổi mới của nhà Vào đánh thẳng vào ví tiền của người hâm mộ. Tiếp tục giữ lại những cái format thân quen của cuốn sách năm 2014, nhưng sau khi thấy độ chịu chơi của fan ruột nhà mình, Vào quyết định kéo dài mức thưởng lên cao ngất ngưởng lên tới 15 triệu đô. Đây cũng là năm đầu tiên một loại item mới được giới thiệu tới các con chiên với cái tên Coin Charm. Item này là loại item high risk, high reward đầu tiên giới thiệu vào tựa game này và nó đã nhanh chóng khiến giới Dota như phát điên luôn. High risk, high reward như thế nào á? Với việc cho bạn cơ hội để gáy sớm ngay từ đầu game bằng cách sử dụng charm, nếu bạn thắng, bạn sẽ được nhận về một win. Còn nếu bạn thua, bạn sẽ nhận về một lose. Và khi bạn thắng được 3 win khi không quên nút gáy, bạn sẽ nhận về cho mình một currency dành riêng cho sự kiện này. Còn nếu bạn thua 2 phát trong lúc vừa gáy sấp mặt, thì game sẽ phạt nặng bạn bằng cách trả cho bạn một item còn có tên gọi là Charm Fragment. Một trong những item vô dụng nhất con nó game luôn. Hồi đấy mấy cái mảnh ấy không khác gì đáy xã hội luôn anh em ạ. Ngoài ra, trong lần này, ngài Gaben cũng phóng khoáng giới thiệu thêm tới các con chiên của mình những 3 hòm Immortal Treasure thay vì một như đã làm ở năm 2014. Một con pet chạy theo sau mình ở level 50, một cái còng số 8 vào vị trí tay của Enigma ở level 175 và một cái áo choàng hệ lửa vào vị trí của Axe ngay từ những cấp bậc đầu tiên, cùng một loạt item update để các con chiên có thể ngang nhiên hiến máu hết mình. Ngoài ra, người chơi cũng phát hiện ra một hiện tượng lạ khác, một trong những phần thưởng được ẩn giấu trong sách giáo khoa lần này. Với việc vào cất giấu quá kỹ khi chỉ có những con chiên đích thực mới có thể nhìn được chiếc khiên này ở level 1000, tiếng đồn đã vang xa đến nỗi người thì nhanh chóng lên đủ 1000 để làm bài kiểm chứng lòng yêu game cho người khác. Kẻ không tin hay người lỡ bet vào các team EUCIS đều phải ôm đầu khi phải để cơ hội ngàn vàng này trôi qua. Kèm qua năm đó cũng có bước chuyển mình khi giới thiệu thêm rất nhiều hòm đồ đi kèm với sự kiện, nhưng trong đó có 3 hòm đáng chú ý nhất là hòm The International 2015 Collection Cage, Locklet Luck Vase 2015 và hòm Chop Carafe 2015. Đối với Collector Cage, đây là hòm đồ đầu tiên lấy ý kiến của thần dân Dota về các set trôi nổi trên workshop nhằm đưa các set có lựa chọn cao nhất vào trong game trong một khoảng thời gian nhất định của mùa giải. Còn đối với Locklet Luck Vase 2015 và Chop Carafe 2015, hai hòm này cũng được chính ngài chọn nhằm chấn tiền các con dân đợt 2 với hòm đồ được chính các caster trong giải TI 2015 ký tặng. Với giá trị nhỉnh hơn một tí so với giá gốc, người chơi hoàn toàn có thể sở hữu dòng chữ ký của riêng caster trên vật phẩm mình quay được. Vào cũng cho thêm hai cuốn sách mới, Four Season Compendium 2015 và Dota 2 Asia Championship 2015 Compendium để crowdfunding cho hai mùa giải Major cùng tên, và đây cũng là lần đầu tiên cho sự kiện khác ngoài TI. Nhưng những sự kiện này không được đầu tư như TI mà cũng chỉ dừng lại ở mức đạt đủ KPI với tặng đồ dành riêng cho người có sách kiến thức cơ bản. Dần dần, hai sự kiện cũng bị gán vào không có gì đặc biệt, hút máu nhưng không triệt để và cũng không được quá nhiều người đón nhận. Tại sao lại vậy? Riêng với DAC Compendium, các con chiên cho rằng món đồ của sách không đủ hấp dẫn. Immortal quá dập khuôn trong hòm Sapphire Cast và Blessed Luck Vessel. Đặc biệt, với việc dùng lại model trong hòm đồ quá khứ lên Immortal như là Hook Blade of Skadi trở thành The Barb of Skadi, Hell Guy trở thành Hell Usher, còn với Four Season Compendium, với việc lạm dụng quá nhiều vào hòm đồ không có gì quá nổi bật và Coin Wager cho một giải thưởng không quá đáng kể dành cho Tusk mang tên Whiskey the Star Artifact ở level 150, cùng với sự giới thiệu của Upgrade Infuser, một item giúp item độc quyền của cuốn sách này có thêm Ambient Effect của riêng mình. Chính những việc trên đã khiến cộng đồng phẫn nộ, cho rằng hai sự kiện này hoàn toàn không thích hợp để con chiên yêu game có thể dâng hiến bản thân một cách tự nguyện với các phần thưởng bom xịt như thế này. Chính từ những phản ứng này của cộng đồng, Gaben đã phải cầm 18.429.613 Mỹ Kim vào hàng theo dõi giải đấu chung kết TI 2015 với nỗi niềm phục hận vào năm sau. Còn chung kết TI 2015 có gì đáng coi không? Bạn hãy coi và cảm nhận nhé! There is no hook shot. They're all together. PPD, here comes the Ice Blaster, ready for the dunk! In from Universe! It's a disaster!
Sau khi vào trong hang ở ẩn một thời gian hơi lâu, cuối cùng Gaben cũng ra khỏi hang và ném vào mặt các con chiên đang phẫn nộ một sản phẩm chào hàng thần dân với cái tên gọi hoàn toàn mới: The International Battle Pass 2016, hay như dân gian gọi là sách giáo khoa thế hệ mới. Trong cuốn sách giáo khoa hoàn toàn mới này, Vào và đồng bọn đã cho ra mức thưởng hấp dẫn hơn, đánh vào túi tiền các con chiên nhiều hơn với hai phiên bản: sách thường với giá 9,99 đô và sách VIP Pro với giá 26,99 đô. Cuốn sách này đem đến những thay đổi hoàn toàn dựa vào những gì cộng đồng yêu thích nhất của các phiên bản đi trước, như bà hòm Immortal này, hiệu ứng thời tiết này, gói mai âm nhạc, gà bay có tình tiết lên đời dựa theo số lượng máu một bạn hiến, và hơn thế nữa. Cũng dựa vào những gì mà sách giáo khoa đã làm trước đây, Vào đã đập luôn vào mặt người chơi hàng loạt hệ thống hoàn toàn mới như là Quest, Wagering, Battle Cup, Battle Log và Vial trong sự kiện này. Với hệ thống Quest, người chơi sẽ có hệ thống 3 đường, 3 nhân vật và hệ thống đánh giá 3 sao để có thể nhận về set đặc trưng của 3 nhân vật Kling, Ursa và Windranger. Tuy nhiên, Vào sau đó cũng hé lộ thêm chế độ ẩn dành riêng cho những người sở hữu đôi cánh hy vọng của Legion Commander ở level 225. Đúng kiểu đẳng cấp người giàu nên được ưu tiên thêm đường cho dân chơi chạy. Còn đối với hệ thống Wagering, nó được lấy cảm hứng cực mạnh từ hệ thống Charm của TI 2015. Với mỗi tuần trôi qua, bạn sẽ nhận được một lượng token nhất định dựa vào số level bạn đã đạt được để cá cược trước trận đấu. Lượng token bạn cược thắng sẽ được chuyển hóa thành XP cho chiếc sách. Số lượng của Wager sẽ tăng lên khi người hiến đạt level 119, 235 và 395. Và đương nhiên, bạn luôn có sự lựa chọn giữa việc bet bao nhiêu vào Wager trong một game, với lần lượt các mức như 75, 250, 500. Thắng thì ăn gấp đôi số lượng XP Battle Pass nhận được, còn ngã ngựa thì x2 số lượng trên mà bù trừ tổn thất trước khi reset của tuần sau. Nếu bạn vẫn còn số lượng Wager không xài, thì ngay khi đồng hồ điểm giờ G, số lượng Wager còn lại sẽ tan biến, thay vào đó là số dư mỗi tuần mới cho anh em nào không chăm học cắn răng chịu đựng. Cùng với đó là hệ thống Battle Cup được áp dụng cho mọi người chơi dưới dạng Weekly Event. Người nào muốn vào đọ chí khôn ta đây thì phải mua hoặc cày vé mới được vào. Battle Cup hứa hẹn sẽ đem cho mọi người cảm giác thi đấu chuyên nghiệp thực thụ, với chế độ phân chia giai cấp từ sơ đẳng đến thượng đẳng rất rõ rệt. Qua sự kiện này, Vào cũng cho ra mắt thêm thử thách tới cộng đồng như ai đốn nhiều cây hơn Timbersaw để có thể ăn thêm tí con điểm gacha đời đầu cùng Lina xinh đẹp, kèm với người em Rely làm sự kiện vòng quay may mắn rất tín. Tín đến mức nào á? Anh em theo dõi nhanh cái video này nhé. Chưa biết đâu mà! Đi kèm với những thay đổi mới đó chính là một chứng chỉ hiến máu cực mạnh, dạng cầm và ghép khung được kèm với màu đỏ chót, nhuộm trên chiếc khiên và ngự trị trên ngôi vương ở cấp 1000, nay đã hiện rất rõ ra cho người người nhà nhà đều thấy. Chưa thấy đủ á? Lần này Gaben còn tống tiền các con chiên bằng một mức ăn tiền kinh khủng hơn ở mức level 2000 với chiếc nâng cấp Carrier lên vàng chói, một sự vàng thể hiện rất rõ giá trị đồng tiền của nó thời bấy giờ, đem lại cho người chơi cảm giác chú gà bay này như được tẩm bột chiên vàng vậy. Sẵn tiện vượt luôn rào doanh thu và đem về tổng giải thưởng là 20.770.460 Mỹ Kim cho năm này. Cùng với bài học xương máu rút ra từ hai đợt sách giáo khoa ngoài luồng TI năm 2015, lần này Vào quyết định chỉ bán ra những cuốn sách này theo mùa sách đợt thu đến đông về, giá chỉ 7,99 đô với một lần mua duy nhất, đi kèm với nó là những sự đổi mới kể trên của quyển chính. Tuy nhiên, cảm thấy cá nhân như bị xúc phạm khi không thể mua đường cho hiệu chạy, các con chiến đã phẫn nộ lên tiếng đòi Vào cho một con đường khác để dẫn đến thành công như bản chính thức. Ấy vậy, mọi thứ không như là mơ, các con chiên không những phải cày quest đến chết, mà còn phải chờ vào điểm reset Wagering hàng tuần, cũng như điểm thành tích của mình để lên cấp. Mọi thứ dường như nổi loạn vào lúc bấy giờ. Thế nhưng, Vào đã nhanh chóng chấn chỉnh lại các con dân của mình bằng một custom game và quest khác để tung hỏa mù trong mắt con dân với Colosseum và Path of the Blossom Quest cho Book. Hỏa mù này chiều lòng các con chiên ngoan đạo nhanh đến nỗi đang từ ném đá, chuyển một mạch sang yêu cầu Vào mỗi năm cho ra mắt một custom map hoặc là event cho con game này đỡ đết. Nhận thấy tín hiệu đáng mừng đấy, Vào cũng nhanh chóng chuẩn bị cho mình một chiếc áo mới cho Dota và sau đó bắt tay vào làm ngay chiếc sách khác cho con dân. Tuy nhiên, như thường lệ, hãy cùng xem màn đá vó ngựa phi thường của hai chú ngựa ô Digital Chaos và Wing để giúp bạn định hình Dota thời đó nhé. Đúng là đỉnh của đỉnh rồi đúng không? Ấy nhưng mình còn một thứ đỉnh của đỉnh khác nữa đấy nhá, để mình bật luôn cho nó nóng đây này.
Với việc thông báo ra mắt update 7.0, Gaben và đồng bọn cũng cho luôn những tâm tư tình cảm gửi gắm hết vào trong chiếc sách giáo khoa lần này tới toàn thể con chiên ngoan đạo của mình vậy. Qua thành công của Event Custom Game Colosseum và sự ra mắt của bản update 7.0, chúng đã kết hợp lại với nhau tạo ra event cốt truyện đầu tiên của Dota mang tên Seal Breaker. Việc đi ải trong một tựa game MOBA khi đó là một cái gì đó quá mới mẻ cho các con chiên thời bấy giờ. Khi không cần phải bàn cãi, chính sự mới mẻ đó đã giúp cho Dead Game như sống lại luôn. Dựa vào yếu tố storytelling và ARPG y như Diablo đã giúp cho event PvE này trở thành một điều chắc chắn xuất hiện định kỳ mỗi dịp Tết đến sách về. Valve cũng cho ra mắt hệ thống đọ máu dưới dạng tổng hợp level của sách trong các team để biến hóa chiếc trụ lên phong thái mới lạ mang tên Prestige Tower. Những chiếc trụ này sẽ thay đổi hình dáng của mình tùy vào cấp độ của cả team với các mức từ 0 điểm hạ đẳng lên đến 1.500 thượng đẳng. Hệ thống mới tiếp theo mà Valve đem tới công chúng là hệ thống QTVR, hệ thống dành cho các con dân hiếu học đọ lấy độ hiểu biết game của mình với người khác. Cùng với đó, để nâng cao trình độ gáy bẩn của con dân, hệ thống chat wheel được nâng cấp lên tầm cao mới với các voice line đình đám của các caster Dota được thêm vào trong cuốn sách lần này. Để sở hữu cho mình một giọng văn gáy nhất định và tùy thuộc vào độ hot của nó, bạn có thể nhận nó theo từng level cố định. Đây cũng là lần đầu tiên Valve cho ra mắt một Arcana dưới dạng exclusive reward mang tên Benevolent Companion của vị tướng IO ẩn mình trong level ấn định 245. Ngoài ra, sách giáo khoa cũng có khúc song ca của Kunka và dư hấu Chan ở level 75, một Terrain dưới đáy biển sâu ở level 150 và item độc quyền đúng chất chủ đề sách giáo khoa dành cho Kunka ở level 225. Kết hợp với những thành công của sách giáo khoa nâng cao của năm 2016, sách năm 2017 cũng đã có phần cải thiện trong hệ thống quest, token, event và aegis. Quest thì dễ chơi, dễ trúng thưởng hơn bao giờ hết. Token thì có thêm bonus và rank double down để tăng phần sôi động của game đấu. Event thì thay Lina bằng Slark để chọc mù mắt con dân. Và cuối cùng là aegis với màu chủ đạo riêng nó trong bản lần này. Thế nhưng, khác với năm 2016, Valve đã công bố tới con chiên, nhưng ai đạt được level 2000 trong năm này, họ sẽ nhận được một bé Baby Roshan, chủ đạo trong game làm gà cùng một chiếc tượng Baby Roshan ngoài đời. Úi dồi ôi, Easy 24.787.916 Obama, Easy Life. Những người lên level 2000 lấy bằng chứng nhận năm này còn được Valve ưu ái tặng tận hai con Baby Roshan với màu sắc khác bọt hẳn nhau, đủ để thấy độ chịu chơi của Valve trong việc chiều lòng các con chiên đến nhường nào. Năm này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong Dota, khi vô số con chiên đã phải ồ lên khi thấy việc này xuất hiện. Một số con chiên còn vui mừng đến nỗi sau khi xem xong đã có những phản ứng như thế này luôn. Tiện thể khi nhắc đến sự kiện ngoài luồng TI năm này cũng được vào đầu tư khi cho ra mắt cùng sự kiện đặc mụn với vai chính rơi vào tay anh Invoker xả skill như thánh 8k Miracle thời bấy giờ. Khác xa mấy anh Invoker rank C đầu đường xó chợ xả skill luôn. Phải nói là một năm buồn của chiếc sách giáo khoa do không có quá nhiều thứ nổi bật trong năm ấy. Ngoài chế độ campaign được đổi mới, hệ thống quest chuyển hướng sang Craven Crawl cho thêm một số tính năng để nâng tầm gáy bẩn như là tip và spray, thì TI năm đấy được cho là một pha copy paste cực kỳ cầu thả đến từ vị trí của Valve. Với màn copy và paste những món đồ Immortal cũ và khoác lên cho nó một màu xanh lá cây chủ đạo của mùa sách lần này, rồi dập khuôn nó là hàng limited ở level 615 cao ngất ngưởng. Động thái này đã khiến không ít người cho rằng Valve bị bí ý tưởng cũng như phần thưởng kém hấp dẫn người mua. Cùng với chiếc tay thạch xanh của ngài Lion ở level 255, Chris với tuyếp người trong hang ở level 190, công trường đang thi công cùng chủ đề ở level 160, còn lại là những pha nhét hòm vào mồm con chiên, khiến chiếc Battle Pass này được coi là một trong những pha crash grab chạy deadline cực mạnh. Tổng giải thưởng của năm đó chỉ được 25.748.460 đô Nam Trung, tính ra cũng chỉ nhỉnh hơn năm 2017 có 1 triệu đô mà thôi. Sách giáo khoa năm đó mà không có voice back của chính ngài Gaben cứu thế, có khi tổng giải thưởng còn thua cả năm 2017 ấy chứ. Vậy nên các bác lao công ở Valve chắc phải cảm ơn ngài Gaben nhiều về việc này lắm đây. Chính sự thất bại lần 2 này của mình, Valve đã quyết định không cho ra mắt bất cứ cuốn sách ngoài luồng nào cho Dead Game này năm đó luôn. Thay cho đó là sự kiện Frosthaven, sự kiện ra mắt Arcana Rubik cùng với sự xuất hiện đầu tiên của Consumable Item, một dạng item for fun giúp người chơi giải tỏa với hiệu ứng vui nhộn mà không gây bất cứ tác dụng phụ nào trên chiến trường của Dota 2. Song song với những sự kiện này, Gaben đã nảy số rất nhanh khi ngay lập tức viết lên những thiết kế item consumable dành riêng cho chiếc sách giáo khoa nâng cao thế hệ mới của mình vào năm sau. Sau khi ra khỏi hang lần 2 và học bài học nhớ đời từ những lỗi lầm của năm ngoái, cuốn sách giáo khoa nâng cao năm này đã bùng nổ đợt 2 khi cho ra mắt vô vàn tính năng mới cùng bộ skin mới của ngài bé ở level 255, Arcana 6 triệu đô ở level 365,
chiến thần X Phòng Tôm ở level 425 và một dạng skin hoàn toàn mới dưới cái tên Persona cho Injoker ở level 305. Loạt skin này là một sự đầu tư đánh thẳng vào tâm lý các con chiên chơi game thời trang, đặc biệt là con chiên mang tên Dài. Với gu thời trang cực mặn, anh luôn là người đón đầu xu thế trong việc thiết kế thời trang in-game của mình. Tiếp bước nó là vô số các sản phẩm khác như một model tower khác được lấy cảm hứng từ thời Dota All-Star ở level 335. Creep với lựa chọn nền văn minh thằn lằn ở level 182. Cùng với đó là một chế độ chơi mới mang tên Wrath of the Morokai, một phiên bản nuôi thú ảo, phá nhà thật của Dota giới thiệu đến các con chiên vào mùa book năm đó. Chế độ chơi giống như chế độ chơi của Year Beast Brawl của sự kiện New Bloom 2015, nhưng được nâng cấp lên vậy. Tuy nhiên, chế độ chơi này chỉ được dừng lại ở mức cày cho có, chứ không làm người chơi quá hứng thú tham gia sự kiện này. Thêm vào đó là hệ thống Party Finder, Avoid Player dành riêng cho những người có học, Code Challenge cho người nào muốn làm thầy của người khác, hệ thống hỗ trợ người mới và cũ How to Play Dota 101, MVP vote vào cuối game mà sure là xem mọi người chỉ vote cho bản thân mình, và màn hình load game cool ngầu của hai bên Dial và Radiant. Gaben cũng phát triển trên nhạc nền của các tính năng cũ như Consumable, Chat Wheel và Spray của năm 2018. Với Consumable khiến nhiều người quan tâm nhất là khả năng đào mỏ ra đồ hiếm và con khỉ tờ hó luôn ủng hộ bạn trên mọi nẻo đường. Còn đối với Spray thì được thay đổi hoàn toàn từ những ảnh Full HD 1080p nay đã xuất hiện toàn những meme nổi tiếng dưới dạng Dota 2 friendly. Còn Chat Wheel thì mời các bạn xem qua video và trải nghiệm nhé. Từ đó, cũng phải kể đến pha update thêm các tính năng nâng tầm gáy bẩn của Gaben trong sự kiện này để kết hợp với hệ thống tip bẩn của TI8. Đó chính là việc thêm tính năng Hi-Fi có thể sử dụng trong vô số trường hợp cho cả team mình lẫn team địch, cùng với những pha cắm cờ trước mặt người đối diện để thể hiện chủ quyền làm bố thiên hạ ở nơi đây. Đôi khi cũng phải mạnh như thế này mới cho địch biết thế nào là lễ hội được. Nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng gáy bẩn nâng cao cùng Dota thời trang, tổng tiền thưởng của sách giáo khoa năm này nhảy vọt luôn, đánh bật luôn kỷ lục của tất cả các mùa trước khi kéo lên tận 34.351.362 mèo Mỹ, hơn hẳn năm tiền nhiệm những 8.602.902 con mèo Mỹ luôn. Kia mà không biết có phải do thành công quá nên vào quên béng không cho ra các đầu sách ngoài luồng trong năm 2019, để rồi phải chữa cháy khẩn cấp bằng hai sự kiện Frost Riders 2019 và New Bloom 2020. Đối với Frost Riders là sự kiện nhằm ăn mừng chiến thắng của Orc trước Windranger trong Arcana Vote, còn sự kiện New Bloom nhằm chúc mừng năm mới đến mọi người trên toàn thế giới. Cả hai sự kiện này đều là sự kiện miễn phí, ai cũng có thể tham gia và nhận thưởng trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, thứ duy nhất không miễn phí ở đây đó chính là treasure của nó. Xấu dư lay mà cũng đòi 58k một set á? Mấy ông ở vào hết cách hút máu rồi à? Chính từ đó đã đưa ta đến với kết quả bùng nổ mới của sách giáo khoa năm thứ 10. Từ những thành công của 2019, sách giáo khoa hệ tư tưởng mới được khai phá. Phải nói Dota lúc đó cũng có sức ảnh hưởng cực lớn với patch cực kỳ balance. Balance đến nỗi những patch trong thời điểm này chỉ có thay balance tướng, chứ chẳng có vẽ lại bản đồ hay là trau chuốt lại các khu vực đường từ bản 7.26C cho đến tận bản 7.32 luôn. Tuy vậy, với việc dựa hoàn toàn vào các yếu tố gáy bẩn và tính năng của sách năm ngoái thì không đủ. Nay Dota đã kết hợp thêm yếu tố Dota tình bạn, Dota hội đồng và Dota bè phái với sự kết hợp tính năng mới mang tên Guild. Tính năng này sẽ giúp người chơi có thêm nhiệm vụ để làm trong game. Nếu hoàn thành xuất sắc cộng thắng game thì bạn sẽ nhận được XP cho sách giáo khoa của mình tùy vào độ khó của nhiệm vụ. Ngoài ra, sau khi học hỏi một chút gì đó từ tựa game Hades đình đám năm 2020, hệ thống cốt truyện của Dota giờ đây đã có thêm yếu tố roguelike cho sự kiện mang tên Aghanim Labyrinth, hay còn được gọi tắt là Labyrinth cho anh em nào lười đọc tên ông cụ của thần rút trên nhé. Cùng với đó là sự kiện hội đồng một thằng nhóc con nào đó trên bản đồ mà người ham học có thể tùy chọn để xử lý. Nếu xử lý triệt để thì điểm sẽ về với kẻ đã xuống tay, còn nếu không xử lý được mà để thằng nhóc con đó nó chạy thoát đến hết giờ thì điểm về tay nó. Còn lại là những consumable này thì được giải rác ở khắp nơi. Chiếc tower rồng rắn lên mây ở level 200, terrain chói sáng như nắng của đàng ở level 160, cùng nhiều chú treasure chung quanh cùng vô vàn chiếc file đính kèm khác ở trong chiếc sách này. Tuy nhiên, các tính năng này không làm nên thành công của book năm ấy. Cái này mới làm nên sức ảnh hưởng lớn nhất của năm đó đây này. Lại một lần nữa, Dota thời trang năm ấy đã cho ra mắt tận 3 Arcana và 2 Persona trong chiếc sách năm ấy. Đây chính là sự nâng cao mà người chơi rất thích thú. Với 2 Persona ở đây là Purge gấu bông ở level 255 và Ultimate chuyển giới ở level 305 đã auto chiếm được lòng game thủ rồi. Thế nhưng 3 Arcana lợi hại hơn gấp bội lần luôn. 3 Arcana gây náo loạn cả triều đình lần lượt là vua xương sẩu đấm thẳng vào mặt vụ kiện cáo của Activision Blizzard ở level 325,
nữ hoàng BDSM vấy đầy máu của các sim thủ ở level 445 và pha dậy thì thành công của công chúa ngực lép ở level 575. Chính nhờ các yếu tố hại thận kể trên đã giúp cho tổng giải thưởng của game lên tới 40.018.195 Biden. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, do dịch bệnh Covid đang hoành hành trên toàn thế giới, Valve đã đưa ra lựa chọn an toàn nhất, đó là đẩy lùi lịch diễn ra TI lại một năm. Chính việc này làm dư luận không vui là mấy khi nhìn bên hàng xóm GameX ngoài xa kia, họ vẫn sẵn sàng chịu chơi ngay cả khi dịch bệnh đang căng hết cả dây đàn. Để bù trừ vào ô trống của nó, hệ sách giáo khoa nâng cao đã khơi lại hệ thống sách ngoài luồng TI đã bị bỏ rơi mấy lâu nay thành hai mùa vào năm 2021 với độ đầu tư ngang tầm với book của năm 2020 là Nemesis và Arcanum Labyrinth. The Continuum Conundrum. Với việc giữ nguyên format phiên bản sách 2020, cả hai phiên bản này cũng được animu hóa với sự ra mắt của bộ animu Dota Dragon Blood. Ê nha, không phải huyết long của con rồng vàng đấy em ơi, đổi ảnh đi nhanh nhanh ê. Hai phiên bản này có cột mốc nhất định hoàn toàn giống nhau, với một chiếc Arcana xinh xắn ở quanh level 330, một chiếc Persona vừa và nhỏ ở quanh level 100 cộng và một pha Immortal đính kèm ở quanh level 275. Cũng nhờ hai sự kiện chắp vá này, fan của tựa game Dead này đã có một khoảng thời gian không bị rỗng lịch trong khi chờ sự kiện TI 10 chào quân trong tháng 10 của năm 2021. Sau một thời gian dài vắng bóng người dùng thêm 3 tháng trời để Valve có thể cho ra ý tưởng mới về cách vận hành của book năm nay, để rồi đến rạng sáng ngày 2 tháng 9, trong ngày quốc khánh của toàn dân Việt Nam, Valve đã cho ra mắt sách giáo khoa hệ nâng cao của năm 2022. Lần này, Valve chơi trội đến mức đảm bảo tới các con dân chiếc sách giáo khoa năm nay sẽ có tận 2 mùa. Mùa đầu tiên kéo dài từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 2 tháng 11. Mùa 2 bắt đầu từ mùng 3 tháng 11 đến tận 12 tháng 1. Vừa dài lại còn vừa chiều lòng con dân chinh chiến với đầy đủ tiện nghi các thứ nâng cao của các mùa sách đi trước. Tuy nhiên, cái nâng cao của 2020 đâu chả thấy. Riêng cái sách giáo khoa này trong ngày đầu khi tung ra thị trường đã thiếu hụt quá nhiều thứ, phải kể như là không còn cơ chế gacha để lấy thêm các item nhỏ lẻ của Rely Will, Terrain, Skin Creep hàng năm, Hòm Treasure Immortal 3, Consumable cho ra XP Book nhỏ lẻ, các thành tựu, Wagering ăn XP, Vote Arcana, Campaign hay Content PvE hàng năm, thay đổi của Loading Screen, các minigames và cuối cùng là chứng nhận cống hiến Baby Roshan ở level 2000. Thế chỗ cho chúng là hai chiếc hòm lấy về vài chiếc set trên workshop cũ dích, Consumable ban đồ chắc chắn sẽ bị bỏ ngỏ và hàng tá đồ ép buộc game thủ về chờ theo mức thời gian vô lý như là Razor Arcana ở level 383, PA sang Thái Lan ở level 296, item hoành tráng của Primal Beast ở level 223 và cô tuyết mai bé nhỏ ở level 148. Thứ duy nhất cao cấp trong chiếc book năm nay mà người chơi có thể sở hữu ngay vào luôn đó chỉ là Arcana Felix Void nằm ở trên đỉnh level 495 mà thôi. Chính điều này đã khiến cho part 1 của cuốn sách năm nay đã bị cả ngàn các con dân chơi dead game lâu năm rất phẫn nộ. Đặc biệt là dân Trung Quốc hóng hớt cả đêm chỉ để ôm về một nỗi thất vọng. Thậm chí họ còn sẵn sàng trào vé máy bay sang tận trụ sở của Valve để gõ cửa hỏi thăm các bác lao công tội nghiệp đang phải gồng mình ra update cho đúng deadline ở bên đấy. Thực sự cảm động hết nước mắt vì lý tưởng cao đẹp của cộng đồng Dota Trung Sẻng. Thêm nữa, với việc loại bỏ hết đi những gì có thể giúp bạn cày chay để easy level thì cách lên level hiệu quả nhất trong năm nay chỉ có thể là như thế này thôi. Còn part 2 ư? Trong thời điểm ra mắt video này, part 2 của sách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng nếu Valve vẫn giữ nguyên mức này mà không thay đổi ấy, mình chắc chắn luôn một điều, chiếc sách giáo khoa năm nay là chiếc sách tệ nhất từ trước đến nay. Thậm chí nó còn tệ hơn cả cuốn sách của năm 2018. Nhưng nếu Valve nhận ra lỗi lầm của mình và lấp đầy content của mình để tạ lỗi với các con chiên ngoan đạo của mình, thì mình vẫn nghĩ đây là một lỗi lầm mà cộng đồng người chơi này không dễ dàng mà tha thứ được đâu. Khi mà chính lỗi lầm này đang được các con dân lên tiếng, trong những ngày đầu ra mắt sách giáo khoa, số lượng người hiến dâng ví tiền của mình tới ngày gây bẩn đã chẳng hề tăng mạnh như những năm trước kia nữa rồi. Họ thậm chí còn đang bị dậm chân tại chỗ ngay lúc này. Liệu còn nhân tố bí ẩn, thế lực hùng mạnh nào có thể cứu rỗi vào khỏi cái tình thế này đây? Với hơn 9 năm ra mắt tới game thủ Dota trên toàn thế giới, chúng ta có thể thấy được một chặng đường phát triển mà không mấy game online nào thời nay có thể đem lại hiệu ứng, tiếng vang lớn như sách giáo khoa của Dota. Nhưng so với thời điểm hiện tại, Valve và các bác lao công đang có biểu hiện đi lệch hướng so với những gì mà họ đã cất công phát triển và xây dựng sách giáo khoa trong suốt thời gian qua như đang chạy deadline cuối ngày. Liệu có phải do Valve đang ngủ quên trên chiến thắng của mình trước sự thành công vượt trội đến bất ngờ của Steam Deck dẫn đến việc delay và khiến cho sách giáo khoa năm nay như một trò đùa,
và biến TI 11 trở thành giải đấu TI đầu tiên không vượt được mức kỷ lục của các năm khác trước sự dằn mặt của các con dân hay không? Ý kiến của bạn như thế nào? Hãy cùng chúng mình bàn luận ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like, share và subscribe cho GC Channel. Còn giờ thì mình là Hùng, hẹn gặp lại các bạn trong số hồ sơ tiếp theo của GC Channel nhé.